con nay đi thăm bà ngoại nha. Nay đi chúc Tết bà ngoại. Khoan, để bắt bộ cho nó luôn vậy. Đó. Nè mày ngồi đi, ngồi xuống đi. Cái ghế này nó rung rưng. Không ai đỡ ngoại vậy chân vậy. Thôi để ngoại nằm cho khỏe. Đỡ ngoại vậy. Được. Chứ đứa tại vợ đâu? Vì Nam đỡ mày đỡ cho ngồi. Vì Nam đỡ ngoại vậy đi. Ngồi nè, chụp hình cho ngoại coi. Ê, chị với ba phải không? Nè, mặc đồ đẹp quá nha. Nè, tao cắt tóc cho bà ngoại nè. Tự hết luôn hả? Ừ, tự hết luôn. Ừ, chạy mình cắt lên đi. Qua Tết được rồi. Qua Tết chạy đi với Hà. Đây, tôi cắt lên luôn đó. Để cái đầu nó như rồi đẹp quá. Ngắt đầu lên coi. Ngoại năm nay bao nhiêu rồi ta? Ngoại năm nay bao nhiêu rồi? 87 tuổi. Hello đi ngoại. Hello đi ngoại. Đưa vàng lên khoe coi, đưa coi. Đó, vàng nè. Trời ơi, cả cây cái gì đó. Ngoại chúc con ngay, ngoại chúc con ngay. Chúc sao? Chúc năm cũ bước qua năm mới. Chúc đi. Có gì nó hơi sai sai. Chúc không nhớ rồi. Mẹ mày mới chúc ngoại bây giờ ngược rồi. Bây giờ mới chúc lại nè. Mới chơi ngược rồi. Ngoại chúc con đi con hăng giấy rồi. Con biết hăng giấy rồi. Con mà ngao phát đạt giàu sang. Không, nó có sẵn rồi. Cho bà xin tiến. Mũi kìa. Mũi nó đè lên. Đắp mặt nó rồi. Nè, có lì xì cho ngoại ăn chịu nè. Lại là sắm vàng nha. Mất rồi, qua Tết sắm vàng nha. Đắm thêm đất bông nữa nghe. Đắm thêm đất đi. Đều lắc đi cho nó thật sáng. Ngóc lên đi chụp. Ngóc lên. Năm cũ bước đi, năm mới bước đến. Con là phải Hà Đông nè. Sống được với tâm tuổi. Hai nè. Chúc bà ngoại thật nhiều sức khỏe. Sống lâu trăm tuổi với con cháu. Chứ bà ngoại lúc nào cũng xinh đẹp như bây giờ. Lúc nào cũng vui vẻ bên con đẹp cháu. Lúc nào cũng cười vui vẻ như nha. Con cháu đi lên xì bà ngoại. Đây 500 gửi ngoại nha. Để qua Tết cái đầu sắm vàng đeo không ngoại ha. Chùa miệng kìa, chùa miệng kìa. Ngồi gục xuống nó mỏi. Em vô lì xì nữa, ngoại tẩy muối rồi. Đỡ đỡ ngoại gì năm. Năm đỡ đỡ ngoại dựa dựa vô năm á. Cho nó bớt mỏi. Thầm xuống. Bỡ ngoại dựa vô năm á. Rồi cái hương chúc này. Rồi năm canh tí. Con chúc cho ngoại nè nhiều sức khỏe. Sống lâu trăm tuổi với con cháu nha. Rồi là được năm nay được nhiều tiền lì xì hơn nha. Rồi sang năm sắm được nhiều vàng hơn nha. Lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe nha. Ăn được nhiều hơn nữa nè. Năm nay thấy ngoại tươi đó, năm nay thấy ngoại tươi đó. Tươi lên nha. Năm nào cũng xuân vầy vui vậy nghe ngoại. Nhớ không? Ai vậy? Ai? Nhớ không? Nhớ nó đứa nào không? Đứa nào? Không phải. Hương. Đấy, Hương. Sao Hương quá đấy?